vẫn cầm nguyên cái dép con phi nhưng mà sẽ bị mất dép. À, chỉ đơn giản là thế thôi à? Thế nên là bây giờ con không thích người khác trêu con là con với bạn khác đúng không? Con để thích, con để thế là các bạn nói con với bạn Thu thôi, bạn Thu là bạn chơi lâu nhất với con. Con bây giờ con chơi BD luôn rồi à? Gì? Con chơi thân với bạn ấy chứ. À, là con chơi thân rồi. Nghĩa là thì con vừa bảo con thích thì chú tưởng là con thích rồi. Con thích các bạn nói con với cả bạn Thu là bạn thân. Đặt đâu ai mà biết. Nhưng mà cái gì cũng phải nói rõ ràng ra thì chúng mới hiểu. Chú thì được cái vô đi rồi, nói phải rõ ràng. Không. Chú học đến lớp mấy vậy? Chú học đến lớp 13. Làm gì lớp 13? Chú học 13 đấy thật. Chú học đến lớp 13 luôn. Con không biết à? Bố con còn học lớp 13 mà. Bố con học lớp 13, chú học lớp 13 rồi. Bị đúp ấy. Bị đúp. Nhưng mà sao hôm qua, tối hôm qua bạn ấy mặc váy đấy. Tại sao người Indo lại mặc váy nhỉ? Và bố con. Tại vì lúc đám cưới đấy. Bố không mặc. Cái từ nữa là bảo hỏi bố con. Chắc là phong tục của người ta. Váy trắng là hơi bị xấu luôn. Mặc gì? Váy trắng hơi bị xấu luôn. Con chỉ thích mặc váy xanh thôi. Cái váy trắng của con đẹp mà. Cái váy trắng hôm con cưới bố thì đẹp mà. Nhưng mà con thích váy xanh. Con thích váy xanh á? Con thích váy xanh. Thế đấy là tại vì con thích váy xanh chứ. Chứ có phải là vì con mặc váy trắng đấy không đẹp đâu. Mọi người vẫn bảo là con mặc đẹp mà. Chú cũng thấy đẹp mà. Kệ chú. Thế thôi. Con mặc lên cho con đẹp thì kệ con. Con bảo con không chơi với chú nói tự nhiên con ngồi đây con nói chuyện với chú nhỉ? Thì bây giờ con nói chuyện với bạn ấy đâu có hiểu gì, con giả sang nói chuyện với chú. Thì bây giờ con nói chuyện với bạn ấy hiểu rồi. Có Google dịch con không có. Thì con sang nói chuyện với Google dịch với bạn ấy. Không.